Rồi bây giờ em Kobi ngồi đây tự xúc ăn nhé, để chị ăn đi làm việc. Kobi giỏi mà. Kobi ăn ngoan nha.
Mi ăn xong chưa ta? Kobi ơi. Ủa, nãy nó muốn ăn sữa chua ở đây mà đi đâu rồi ta? Kobi ơi. Em đi đâu rồi? Kobi. Mới ngồi ăn sữa chua ở đây. Ủa Kobi, sao em lại tắm ở trong đây? Đợi cho một tí nhá, để cho anh lấy khăn đã. Em đi giặt áo hở hay là làm sao? À chắc là mẹ ăn sữa chua xong rồi bẩn áo đúng không? Cứ để chị Trang giặt cho nhé. Nhé, ngồi đây đợi chị Trang giặt cho. Thế mà không gọi chị Trang đi giặt cho mà tự đi giặt cho mình Kobi. Kobi biết giặt áo đâu hả? Kobi giỏi quá ai. Kobi đã tắm sạch sẽ chưa? Thế bây giờ để chị Trang quấn khăn cho Kobi đi vô nhé. Bây giờ để khăn để áo đi rồi xíu mà chị Trang ra chị em ăn đi phơi. Bây giờ chị Trang quấn khăn cho Kobi đi vô nhá, cho đỡ lạnh nhé. Rồi.